Rồi, ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Thì gần đây các bạn có một số bạn hỏi mình xài cái app Sacombank Pay này các bạn. Đây là app Sacombank Pay ha. Thì xài có được an toàn hay không và có được bảo mật hay không? Thì mình xin thưa rằng là nó rất an toàn và bảo mật ha. Tại vì lúc nào ngân hàng nó cũng cập nhật được cái bảo mật cho các bạn ha. Thì mà để muốn bảo mật tốt hơn và an toàn hơn thì mình có một lời khuyên là các bạn nên làm theo những cái hướng dẫn của mình ha. Thì sẵn tiện hôm nay mình lên mình chia sẻ cho các bạn một số cách để mà mình bảo mật hơn cho cái app. Đó. Và cách thứ nhất á, là mình sẽ xài, nếu mà các bạn không cần muốn xài thì các bạn có thể mở app lên, mà không cần thiết á, thì các bạn có thể phá app lại ha. Đó, và mình có thể đóng cái thẻ mình đang liên kết lại. Còn cách thứ hai là mình sẽ vô mình áp dụng để mà mình bảo mật cho nó bằng cách là thiết lập lại vân tay hoặc mật khẩu khuôn mặt nha các bạn. Đó. Và cách thứ ba là mà các bạn xài thẻ phải an toàn. Đó, thì khi mà các bạn xài thẻ an toàn á, thì đừng có tiết lộ thông tin thẻ cho người khác thì người ta sẽ không biết và người ta sẽ không xâm nhập vào thẻ mình ha. Giờ mình bắt đầu mình tiến hành cái cách đầu tiên cho các bạn là mình sẽ vô mình đóng cái thẻ của mình khi mà không cần thiết, khi mà không muốn sử dụng nha các bạn. Đây, mời các bạn theo dõi video nha. Rồi, ok các bạn ơi, khi mà mình truy cập vào Sacombank Pay nè, thì các bạn sẽ truy cập vào cái hình người bên phải nè, trên đầu ha, bạn nhấn vô đó. Thì các bạn truy cập vào cái mục mà quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Đó. Rồi, thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu, thì mình sẽ nhập cái mật khẩu là app Sacombank Pay của mình nha các bạn. Đó. Thì nó sẽ đưa mình vào bên trong. Đó, mình sẽ kéo ngay cái thẻ mình cần khóa lại ha. Đây, mình nhấn vô chỗ tùy chọn thẻ tài khoản ha. Đó, thì các bạn cái thẻ mình nó đang hoạt động nè, các bạn test vô cái chỗ xanh này cho chúng mình ha, đóng lại đó, thì mình nó sẽ đưa mình tới em sai đó, thì mình sẽ nhấn vô cái chỗ em code hoặc là em code tên các bạn đó. Thì trường hợp là các bạn nào mà không có em sai thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp về số điện thoại cho các bạn, thì các bạn sẽ lấy cái mật khẩu 6 số đó các bạn nhập vô ha. Đây, chỗ nhập mật khẩu như thế này đó, thì những bạn nào không có thì nó sẽ gửi tin nhắn trực tiếp từ Sacombank đó. Rồi, nó để là các bạn có đồng ý không thì mình check vô chỗ chấm xanh này các bạn. Này, nhưng mình sẽ đồng ý. Đó. Rồi, thì nó sẽ báo nè, cập nhật thành công, trạng thái thẻ của bạn, số thẻ ha, đang bị khóa. Đó, thì các bạn nhấn đóng là xong. Rồi. Thì các bạn muốn mở khóa thẻ lại, đây chỗ này nó đây để là thẻ mình đang bị khóa ha. Thì các bạn nào mà muốn mở khóa lại thì các bạn cũng làm như vậy thôi. Đó, các bạn check vô chỗ chấm cái dấu chấm này ha. Đó, các bạn check vô. Đó, thì nó đây mình đang mở lên nè. Các bạn chọn vô chỗ em code hoặc là nhấn vô chỗ xác nhận ha. Rồi, xong nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu em sai. Thì trường hợp như các bạn không có em sai thì cũng gửi tin nhắn sang các bạn nha. Đó, các bạn check vô chấm chỗ chấm xanh này. Đây, nó để trạng thái nè, trạng thái là thẻ đang hoạt động ha. Đó. Rồi. Các bạn đóng lại thôi, như vậy là mình vừa mở khóa vừa ha. Rồi mình sẽ kéo ngay cái thẻ nào mình, cái tài khoản thẻ chính của mình ha, thì các bạn muốn khóa nó lại thì các bạn check vô y vậy, trường hợp như vậy thôi đó. Rồi các bạn nhấn xác nhận thì nó đưa mình tới cái em sai đó, thì mình chỉ cần là nhấn mật khẩu em sai của mình vô thôi các bạn đó. Mật khẩu em sai gồm 6 số ha, trường hợp những bạn nào mà không có em sai thì nó gửi tin nhắn trực tiếp từ Sacombank nha. Đó, thì các bạn nhấn vô đồng ý nó để cập nhật thành công. Đó, thẻ đang bị khóa, còn các bạn muốn mở lên thì cũng trường hợp tương tự như vậy ha, thì cũng vô chọn vô mở rồi nhấp mật khẩu em sai vô là nó mở lên nha các bạn. Đó, như vậy là mình đã khóa và đóng cái thẻ thành công ha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành chia sẻ cái cách mà để mình bảo mật thêm cho cái app mình ha, bằng cách mà đăng nhập syntax nha các bạn. Thì các bạn truy cập vào app xong giúp mình ha, thì các bạn nó kêu mình nhập mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu vô. Đó, ở chỗ bạn truy cập ngay chỗ cái mục là cài đặt thông tin giúp mình ha, chọn vô ngay đây ha. Rồi, ok, cái mục đầu tiên là cái mục cập nhật em pass ha, thì cái chỗ này là để mình đổi mật khẩu khi trường hợp mình nghi ngờ người ta xâm nhập vào mật khẩu của mình ha, mình có thể đổi mật khẩu ở chỗ này ha. Mục này rất quan trọng nha các bạn. Thì cái mục thứ hai là cái mục là xác nhận em sai các bạn. Thì cái này đó, nó là cái app để mình app trung gian mà, để mà mình khi mình lấy mật khẩu, cái app này nó rất quan trọng là khi người ta lấy khi xâm nhập vô app mình, người ta cần phải qua đây lấy mật khẩu mà chỉ có cái trên điện thoại mình mới có nha các bạn.
không cài được tên cái thiết bị thứ hai ha. Đó, cái app MSI này là để lấy mật khẩu về nha các bạn. Đó. Thường thường thì nó sẽ gửi tin nhắn, nhưng mà cái này thì mình cài thêm cái này thì mình sẽ vô đây mình lấy mật khẩu, khỏi cần tin nhắn ha. Rồi, cái cách thứ ba là mình đăng nhập bằng sinh trắc học nha các bạn. Rồi thì cái cách đăng nhập bằng sinh trắc học này các bạn thì nó hay ở chỗ là khi mà trẻ em ha, khi mà nó không biết, nó vô tình nó nhấn vô thì cần phải xác nhận vân tay ha. Hay là người khác xâm nhập vô app mình cũng cần phải có vân tay mới vô được ha, hoặc là khuôn mặt ha. Đó, khi mà người ta lấy app mình ta chuyển tiền đó. Thì đây, khi mà các bạn tiến hành thì các bạn phải nhập mật khẩu của cái app Sao Mobile của mình vô ha. Đó, thì nó để nè. Đó, cài đặt sinh trắc thành công ha. Rồi ok các bạn ơi, thì các bạn muốn cài đặt được cái bằng vân tay này á, hay là bằng khuôn mặt này, thì trước tiên cái máy của bạn phải có cái cài đặt trước là trên máy nha các bạn, là phải cài đặt khuôn mặt hoặc là bằng vân tay. Thì vô app Samsung Pay của mình á, thì các bạn chỉ bằng kích hoạt cái này lên thì nó sẽ tự nó định dạng luôn cái bằng nhận dạng cho các bạn ha. Đó. Ok các bạn, sau khi đã kích hoạt thành công thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thoát ra để mình vô mình đăng nhập bằng vân tay thử coi nó có thành công không các bạn. Đây là cái app Samsung mình ha. Thì khi mình đăng nhập vô thì nó sẽ đưa mình vô giao diện bên trong ha. Thì mình sẽ truy cập vô thử cái mục chuyển tiền nha các bạn. Đó, nó kêu mình đăng nhập sinh trắc các bạn. Đó. Thì mình sẽ dùng vân tay mình để xác nhận vô để mình chuyển tiền nha các bạn. Đó. Thì nó đưa mình vô bên trong ha. Rồi, như vậy là mình chỉ cần vô mình chuyển tiền thôi. Rồi ok các bạn, thì mình sẽ tiến hành cái bảo mật thứ ba là cái bằng cái cách là mình xài thẻ an toàn nha các bạn. Thì cái thẻ bạn muốn xài an toàn như thế nào thì các bạn khi rút tiền thì các bạn cẩn thận là tránh cho người khác biết mật khẩu của mình ha, và cách thứ hai là tránh cho người khác biết cái những cái thông tin nằm trên thẻ mình ha, chỉ cung cấp cho người ta là số tài khoản thôi nha các bạn. Thì cung cấp thông tin là gồm những gì đó, gồm là số thẻ nè, rồi cái ngày kết thúc của thẻ là cái ngày mà mình phát hành thẻ đó các bạn, và cái ngày kết thúc á. Rồi cái thứ ba là cái số CVV là nó nằm ở phía sau thẻ như thế này. Khi có một lần trắng có một cái số ba số như thế này thì có số đó, thì các bạn tuyệt đối không cung cấp ba cái đó cho người ta biết nha. Tại vì nếu có những người ta biết ba cái đó, người ta sẽ xâm nhập vô cái thẻ mình được trên app hay trên mạng các bạn, là nó lấy tiền mình ha. Đó là cái trường hợp một số bạn mất tiền quan. Hỏi sao mất tiền là do mình bị tiết lộ thông tin cái thẻ của mình ra ha các bạn. Đó. Rồi, thì video mình đến đây là kết thúc ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Nếu đừng quên là like cho mình, like ủng hộ tinh thần mình nha các bạn.